Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Huỳnh Gia. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em một số cái sản phẩm mà đang có chương trình khuyến mãi sau ha. Và bên cạnh đó thì em cũng sẽ giới thiệu cho anh em tổng thể những cái máy mài của dùng pin của Detong hiện tại. Đó, hiện tại Detong nó mới về thêm hai cái mẫu máy mài dùng pin mới nha anh em. Đó là con AG100BT con tắc bớt và một cái mã là AG9600 ha. Rồi, một xíu nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Rồi, đầu tiên thì em có một cái con máy, con này là con máy bơm xe ha, bơm xe kit mini và mã của nó là HKAB0060 kit đó. Thì anh em có thể là tra cái mã của nó. Thì con này nó rất là nhỏ gọn nha anh em. Thì đối với con này thì anh em có thể sử dụng để bơm xe máy, xe đạp, bơm banh đồ ok ha. Còn ví dụ như anh em nào mà sử dụng để bơm ô tô á, thì anh em cũng cân nhắc, tại vì cái này nó chỉ phục vụ cho cái nhu cầu mà ví dụ cái bánh xe ô tô của anh em nó bị xì hơi ha, nó bị xẹp á, thì anh em bơm cho nó cứng lên, ví dụ như đang ở tầm khoảng 2 PSI 2 kg trên mét khối thì anh em có thể bơm tăng lên nó là 3.5 đó thì nó sẽ đáp ứng được. Còn ví dụ như cái bánh xe hơi của anh em nó xì về không luôn á thì anh em bơm lên rất là lâu đó, thì có thể là nó sẽ bơm không có đủ hơi để nó bơm lên, tại vì cái pin này nó cũng sẽ có hạn nha. Đó, thì cái bơm hơi 0600 này á, thì cái ưu điểm của nó thì nó khá là nhỏ gọn ha. Nó khá là nhỏ gọn và nó có được một số cái tính năng rất là hữu dụng nè, ví dụ như tính năng đèn pin nè và tính năng SOS nè. Thì ví dụ như anh em mà đi phượt hay gì đó thì anh em cũng có thể sử dụng cái bơm này, và ngoài ra nó còn có thêm cái cổng giống như một cái sạc dự phòng nha anh em. Đó, sản phẩm thì nó cũng rất là ok ha, rất là đẹp. Rồi, cái con máy này thì giá của nó là giá của con này thì đó là 660.000 ha. 660.000 thì hiện tại thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 460.000 và bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Đó. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ mua nha. Rồi ok. Thì con này sử dụng rất là dễ nha anh em. Phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có một cái tẩu như thế này để anh em bơm bánh xe ha. Cái này thì có thể bơm xe ô tô hoặc là xe đạp đều được. Ô tô hoặc là xe máy đều được. Rồi một cái cổng sạc là Type C ha. Rồi một số cái đầu bơm này, ở đây có đầu bơm banh này, rồi đầu bơm phao này. Đó, khá là ok ha. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì anh em cứ liên hệ giùm em nha. Rồi giá chỉ có 460.000 ha, và đồng thời là bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Rồi đối với cái sản phẩm này á thì em sẽ hỗ trợ cho anh em là cam kết đổi cho anh em trong vòng 7 ngày nếu mà xảy ra lỗi kỹ thuật nha. Nếu mà anh em mua về sử dụng nó bị lỗi gì đó thì em sẽ đổi cho anh em cái mới, và cam kết là không có phát sinh thêm chi phí đối với cái mã mà 0600 kit này, nên là anh em cũng yên tâm mua để sử dụng ha. Rồi chỉ có 460.000 nha anh em, giá bình thường anh em cứ kiếm cái mã là 0060 kit này đó, anh em cứ kiếm mã này thì giá của nó sẽ là 660.000 đó, nên là đang giảm rất là sâu nha. Anh em nào có nhu cầu mua thì em tranh thủ mua. Số lượng thì nó không có nhiều anh em, nó về mỗi đợt thì nó chỉ có một ít thôi. Đợt trước thì em cũng về một ít thì anh em cũng mua rất là nhanh ha. Đợt này nên là anh em nào đang có nhu cầu kiếm một con máy bơm hơi thì anh em giúp con này giùm em. Rồi tiếp tục, đó là một cái con bu lông cũng của Hukan luôn. Con này là bu lông lực siết của nó là 520 niu ha. Đó, 520 niu tên nhân mét. Thì cái con này là đầu bu lông đặc nha anh em. Bu lông đặc thì anh em cũng lưu ý giùm nè, có rất là nhiều ở trên hiện tại em thấy có rất là nhiều các anh, những một số anh em khác ở một số kênh khác á, tư vấn là sử dụng cái con bu lông, sử dụng những con bu lông này để dùng để khoan, rồi dùng để bắt vít, mua thêm những cái đầu chuyển từ cái đầu bu lông 1/2 ra đầu khoan để sử dụng như một cái máy khoan, rồi sử dụng như một cái máy bắt vít. Thì cái này em khuyên là không nên nha. Nói chung là nếu mà anh em sử dụng con này để bắt vít thì nó vẫn ok đi, nhưng mà nếu mà anh em sử dụng con này để khoan thì nó hơi gọi là nó hơi phá máy đó, tại vì cái cơ cấu của mỗi cái máy nó sẽ khác nhau. Nó mỗi con thì nó sẽ có một cái chức năng riêng ha. Ví dụ con này thì nó chuyên về bắn bu lông, cái cấu tạo búa của nó sẽ khác so với con máy khoan nha. Nên là ví dụ như lâu lâu anh em sử dụng một khoan một hai cái thì có thể là chấp nhận được, còn ví dụ như anh em lạm dụng quá vào cái việc khoan á thì cái máy nó sẽ tuổi thọ của máy nó sẽ mau hư đó, anh em lưu ý. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mà sử dụng khoan nhiều á thì anh em nên mua cái máy cái loại mà khoan luôn giùm em, cái máy khoan ha, không nên mua máy bu lông. Rồi còn anh em nào mà
mà chuyên về bu lông á, thì anh em mới mới mua cái con này đó. Cái này là em khuyên chân thành nha, anh em cũng lưu ý giùm. Ừ, chứ anh em mua có một cái con máy bu lông mà đem đi khoan rồi đem đi bắt vít rồi đem đi đi tùm lum tùm la thứ đó, nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy rất là nhiều. Rồi bây giờ cắm pin chạy thử cho anh em coi. Thì con bu lông này nó có tổng cộng 3 cấp nha anh em. Đó. Cấp 2, cấp 3. Rồi khi mở ra thì nó có chế độ auto stop ha. Đó, và chế độ bình thường. Rồi lực của nó là 520 niu, đầu của nó là đầu bu lông đặt nha. Rồi con này giá của nó là 980.000 cái thân ha, chưa bao gồm pin sạc. Thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá chỉ còn có là 690.000 nha. Đó, 690.000 cái con bu lông 520 của Hukan ha, đầu của nó là đầu 1/2 inch. Đó, nói chung là con này thì anh em về làm xe máy đồ nó rất ok nha. Nó nhẹ gọn nhẹ, anh em sử dụng làm xe máy cũng được, hoặc là anh em nào mà có ô tô cá nhân á, thì anh em cũng có thể tham khảo sử dụng con này cũng ok. Rồi, 690.000 con bu lông 520 của Hukan cái thằng máy ha. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em một số cái dòng máy mài của Deton hiện có nha. Đó, Deton hiện có là nó có tổng cộng là 5 cái mẫu máy mài nha anh em. 5 cái mẫu máy mài dùng pin ha. Rồi em sẽ giới thiệu từ dòng thấp nhất tới dòng cao nhất để cho anh em dễ theo dõi ha. Rồi để em chỉnh cái camera lại xíu. Rồi, đầu tiên đó là cái con này là con M21AG100CB. Thì con này là con thiết kế compact nha anh em. Thì con AG100CB này nó sẽ có hai mẫu, đó là AG100CB và AG100CB01. Nó chỉ khác nhau ở phần công tắc ha, công tắc nút nhấn và công tắc đẩy. Thì nếu mà anh em làm ở môi trường bình thường á, thì anh em nên sử dụng công tắc đẩy này, nó sẽ ok hơn. Còn ví dụ như anh em nào làm trong cái môi trường mà bụi bặm đồ nhiều á, thì anh em có thể cân nhắc sử dụng cái loại công tắc bấm ha, công tắc điện tử á. Tức là anh em bấm hai cái nó sẽ chạy á. Thì công tắc đó thì nó sẽ ưu điểm của nó là nó sẽ chống bụi chống nước, nhưng mà cái nhược điểm của nó thì có thể nó sẽ mau hư hơn cái công tắc cơ dạng này ha. Đó. Rồi con máy này thì nó rất là nhỏ gọn nha anh em, thiết kế compact nhỏ gọn hơn. Tốc của này con này tối đa của nó cũng lên được tới 8.500 vòng trên phút nha. Con này nó sẽ có tổng cộng là 3 tốc nha anh em, 5.000 nè, 7.000 nè và 8.500 vòng trên phút. Đó, đường kính đĩa là một tắc ha. Rồi ở dưới này nó sẽ có cái nút để anh em chỉnh nè, 3 cấp một tắc 1, 2, 3 ha. Rồi con này thì giá của nó là 850.000 nha anh em, 850.000, nhưng mà em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 750.000. À, con máy AG100CB này, anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo mua. 870.000 là cái thân máy thôi, chưa bao gồm pin sạc nha. Thân máy ha, chưa bao gồm pin sạc AG100CB. Rồi dòng này là dòng compact, là dòng nhỏ nhất ha. Rồi tiếp tục là một cái dòng mà bên Deton nó hết hàng cũng khá là lâu rồi anh em. Nhưng mà đợt này thì họ mới vừa về lại ha. Mã này là mã AG100BT, công tắc bóp. Và anh em lưu ý là đây là cái mẫu công tắc bóp duy nhất của Deton. Đó. Thì cái lô hàng đợt trước đó, thì cái con AG100BT này là nó về là nó có hộp đựng bằng nhựa. Nhưng mà đợt này thì họ không có về hộp nhựa nữa, mà họ về là hộp đựng bằng giấy nha anh em. Hộp đựng bằng giấy như thế này. Thì cái mẫu AG100BT này thì nó chỉ có duy nhất màu xanh thôi, không có màu xám. Hộp đựng bằng giấy nhưng mà họ thiết kế cũng rất là đẹp ha. Đó, thì cái bộ sản phẩm đi kèm theo sẽ như thế này. Ở trong này nó có, họ có lót sẵn cái mút xốp này cho anh em này. Rồi, AG100BT ha. Thì ở đây nó sẽ có những cái rãnh trống này. Đó, thì hiện tại con AG100BT này anh em sẽ được tặng kèm nha. Đó là một cái bộ ráp đai ha. Bộ ráp đai để anh em sử dụng như một cái máy mài khuôn á. Thì đối với con này thì anh em bỏ nó sẽ lọt vô luôn ha. Thì chắc là cái đợt trước cái bộ ráp đai của khi mà về cùng đợt với con AG100CB á nè, có thể là anh bên hãng nhu cầu của anh em không có nhiều ha, nên là đợt này bên hãng họ thiết kế cái mẫu này là nó có chỗ đựng luôn và tặng kèm luôn. Rồi cái con AG100BT này thì giá của nó là 990.000 nha anh em, ba ship cho anh em ha, và đồng thời là có tặng kèm cho anh em cái bộ ráp đai đó cũng gần khoảng 150 tới 200.000 nha. Thì nói chung là anh em nào không có nhu cầu lấy bộ ráp đai thì anh em cũng có thể báo em ha, thì em có thể trừ ra cho anh em. Nhưng mà anh em lưu ý là em sẽ không có trừ trên cái giá bán lẻ ha,
đó, giống như hôm qua cái con mấy mày 9600 á, có rất là nhiều anh em hỏi là ủa sao không trừ cái bộ mà cái bộ dây nó dài phải trừ ra 250. Thực ra bộ nó dây nó dài trừ ra 250 thì nó không có hợp lý lắm nha anh em, tức là em trừ ở một cái mức giá hợp lý ha. Để tại vì khi mà em trừ ra giống vậy thì em phải còn cái giá nó sẽ tốt để em bán ra, chứ còn em trừ cho anh em 250 rồi cái đó em bán ra bằng cách nào, rồi chẳng lẽ bán cái bộ đó là nó không có lãi thì cũng rất là không hợp lý. Tại vì em nhập bên hãng thì họ có kèm theo nên bắt buộc là em bán thì em bán kèm theo ha, còn anh em nào không lấy thì em sẽ trừ ra một phần nào đó thôi đó, anh em lưu ý ha. Rồi AG100BP nha, nói chung là về thiết kế máy móc là nó gần như là nó không có thay đổi gì hết ha. À, nhưng mà đợt này thì có thể hình như cái đầu này nó đẹp hơn đợt trước anh em, các cái chi tiết thì nó làm đẹp hơn đợt trước rồi, nói chung là không có đổi ha, nhưng mà cái độ hoàn thiện nó sẽ cao hơn. Đợt trước là mấy chỗ này anh em sẽ thấy nó có những cái đường nó trầy 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 nè, nhưng mà đợt này là hình như là nó không có luôn, nó đẹp hết ha, rất là đẹp nè. Nói chung là về độ hoàn thiện đợt này nó sẽ cao hơn so với đợt trước, nó cũng có là ba cấp tốc hơn, ba cấp tốc 1, 2, 3, thì con này tốc của nó cũng lên tới là 8, 7 ngàn. Đối với con AG100CP này thì tốc của nó lên tới 7.500 vòng trên phút thôi, tốc nó cũng không có cao lắm nha. Rồi một cái thân máy 3 tốc độ của Desktop ha, vẫn bảo anh cho anh em là 6 tháng, tặng kèm cho anh em một cái bộ đắp đai giá là 990.000, hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Rồi cái bộ AG100BT này ha, anh em nào có nhu cầu lấy thì anh em liên hệ giùm em. Rồi tiếp tục là một cái bộ mà cái con này thì đợt trước hôm qua em mới giới thiệu cho anh em ha, con này là con AG9600 đó, 9600 thì nó có hai màu, màu xám và màu xanh. Thì cái con AG9600 này là cái phiên bản nâng cấp của con AG100S nha anh em, phiên bản nâng cấp, tức là hồi trước á đối với con AG100S á thì tốc của nó chỉ có là tối đa là 8.500 vòng trên phút thôi, nhưng mà đợt này thì con này nó nâng cấp lên là 9.600 ha, 9.600 vòng trên phút. Nói chung là về cái độ hoàn thiện cũng nó cũng sẽ cao hơn so với đợt trước anh em, các cái chi tiết này kia mọi thứ thì họ làm hoàn thiện cao hơn, ba vỡ các cái chi tiết này họ làm đẹp hơn ha, sắc sảo hơn đó. Nói chung là Desktop thì độ hoàn thiện của họ ngày càng cao anh em, họ làm càng kỹ hơn, nhưng mà cái giá thành đó thì nó đang cũng khá là cạnh tranh ha. Rồi anh em có thể nhìn thông số của máy đây đó, AG9600 ha, tốc độ của nó là 4.700 nè, 7.200 và 9.600 nha, 3 tốc, anh em điều chỉnh ở đây. Rồi thì đối với phiên bản này thì nó sẽ không có chức năng các cái chức năng ví dụ như chức năng anti kickback ha, nhưng mà chức năng chống khởi động lại thì nó vẫn có nha. Đây, chức năng chống khởi động lại vẫn có ha, nhưng mà chức năng anti kickback thì không. Rồi con này thì giá của nó vẫn là 990.000 đó, nó sẽ bằng với cái bộ mà bằng với cái bộ công tắc bớt, tức là AG100BT. Tuy nhiên đối với cái bộ mà máy mài AG100S này thì sẽ được tặng kèm đó là một cái bộ dây nối dài đó, dây nối dài như thế này, thì dây nối dài này trị giá là 250.000, nhưng mà anh em nào không có nhu cầu lấy cái này á thì em sẽ trừ ra nha, nhưng mà em sẽ không có trừ với giá là 250.000 đó, còn trừ chi tiết trừ bao nhiêu thì anh em cứ inbox giùm em thì em sẽ báo cho anh em nha. Rồi anh em cũng lưu ý luôn nè, đối với con AG100S này á thì anh em gắn cái bộ ráp đai nó cũng sẽ không có vừa nha, bộ ráp đai thì anh em chỉ gắn được cái con máy là AG100CB và AG100BT đó, nên là anh em cũng lưu ý nha. Rồi 990.000 đó, tặng kèm một cái bộ dây nối dài như thế này. Nói chung là anh em nào mà đang có nhu cầu mua máy mài thì có thể là cân nhắc mua bộ này cũng rất là ok, còn anh em nào mà có nhu cầu mua cái con công tắc bớt thì anh em cân nhắc cái bộ AG100BT, rất là ngon nha anh em, quà tặng rất là hấp dẫn ha. Nói chung là giá cả như thế này là quá là hợp lý rồi. Hiện tại là về các cái chính sách bảo hành của Desktop này kia mọi thứ thì nó rất là ok luôn đó. Về cái chính sách mà hậu mãi của Desktop em thấy rất là ok ha, về việc mà bảo hành hỗ trợ khách hàng, chăm sóc khách hàng này kia mọi thứ khá là ổn, nên là anh em cứ tin dùng nha. Và sản phẩm của họ thì cũng ngày càng nâng cấp lên rồi, chất lượng nó cũng đang cao hơn và cái giá thành nó cũng đang khá là hợp lý. Rồi thì một cái mẫu hơn nữa đó là con AG100 Pro ha, 100 Pro thì nó cũng là phiên bản nâng cấp của con AG100S luôn. Về thiết kế này kia mọi thứ thì nó gần như nó có giống với con AG100S, nhưng mà tốc của con này thì nó sẽ không có bằng so với con AG100BT, AG9600 ha. Tốc con này tối đa của nó chỉ có 8.500 vòng trên phút thôi đó, nhưng mà bù lại cái con AG100 Pro này thì nó có chức năng anti kickback.
tức là một số cái tính năng an toàn ha, đó kẹt đĩa nó sẽ ngắt hoặc là rơi máy nó sẽ ngắt ha, rất là nhạy nha. Đó thì đây là một số cái tính năng an toàn đảm bảo cho người sử dụng trong quá trình sử dụng, nếu mà xảy ra những cái trường hợp kẹt đá vỡ đá gì đó thì nó sẽ không gây nguy hiểm cho người sử dụng ha. Rồi cũng là có ba tốc độ. Rồi con AG100 Pro này á, thì trước Tết bán cực kỳ nhiều luôn. Đợt trước Tết thì nó có về phiên bản màu xám, nhưng mà hiện tại là chỉ còn cái phiên bản màu xanh thôi nha anh em. Con AG100 Pro này thì giá của nó là 1.090.000 ha. Và hiện tại thì em đang hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.000.000. Đó, anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua ha, 1.000.000 thôi. Rồi, một cái phiên bản mà cao cấp nhất của dòng máy mài dùng pin hiện tại, đó là con AG100 Pro Max ha. Đó, con này thì nó thiết kế là gọi là nó khác hoàn toàn so với những con kia luôn. Tức là về thiết kế, những cái dòng kia thì nó thường nó nâng cấp lên từ cái dòng AG100S, nhưng mà cái phiên bản này là phiên bản khác hoàn toàn nha. Từ về thiết kế hình ảnh dạng này kia mọi thứ. Đó, ở dưới này nó có lọc lửa lưới chống bụi nè. Rồi thắng nhanh nè, thắng cái dừng luôn. Đó, công tắc rất là ok ha. Rồi và đặc biệt là con này nó có tới tổng cộng là 6 cấp tốc ha. Tốc độ tối đa của nó là lên tới, tốc độ tối đa của con này là lên tới 10.000 vòng trên phút, là nó gần như tương đương với một con máy điện luôn nha anh em. Rồi giá của con này là 1.000.000. À, con này thì nó có cũng có đầy đủ tính năng an toàn như một con AG100 Pro ha, nhưng mà nó thêm cả là chức năng thắng của nó là thả công tắc cái thì dừng ngay luôn. Và tốc của con này nó cao hơn thôi. Hiện tại là con AG100 Pro Max này là nó có phiên bản màu xám và màu xanh nha anh em, hai màu ha. Thì anh em thích nào màu nào thì anh em có thể lựa chọn. Rồi giá của con này là 1.250.000, nhưng mà hiện tại em đang giảm cho anh em còn lại 1.150.000. Đó, anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua. Đó, đó là tổng quan một số cái mã, năm cái mã máy mài của Deadtone hiện tại ha. Đó, năm cái mã máy mài dùng pin của Deadtone hiện tại. Rồi bây giờ thì em lên cho anh em thêm một số cái mã mà gọi là nó cũng đang có cái khuyến mại khá là sâu ha. Đây, đây là con máy thổi bụi ha. Để em lấy cái hộp vỏ hộp của nó. Mã của nó là M21PB01 nha anh em. Đó thì có nhiều anh em hỏi là con này thì sử dụng động cơ chổi than hay động cơ từ. Thì con này là sử dụng động cơ có than ha, động cơ có than. Nhưng mà cái mà anh em, cái than của con này á, nói chung là nó rất là ít tốn nha anh em. Cái than của con M21PB01 này rất là ít tốn, gần như là anh em xài tới lúc mà cái máy nó hư luôn á thì cái than nó chưa hết. Và cái than nó là nó dính đi kèm theo, nó nằm trong cái cụm rotor luôn, nên là gần như là thay than là thay nguyên cụm. Đó, nhưng là cái khả năng than nó hết rất là ít ha. Nên là anh em yên tâm mà xài, đừng có sợ vấn đề là cái máy nó hết than. Đó, con này thì hiện tại em đang có giá rất tốt ha, tại vì em nhập cái số lượng cực kỳ lớn của bên hãng luôn. Rồi, mã là M21TB01. Thì anh em có thể thấy thông số ở đây, trọng lượng của nó thì đâu đó khoảng tầm 1 cân thôi. Tốc độ quay của motor là 18.000 vòng trên phút, và tốc độ thổi gió là tốc độ quay của cánh quạt là 6.000 vòng trên phút ha. Và tốc độ lưu lượng gió của nó là 70 mét trên giây. Đó, sử dụng điện 21V. Đó thì cái bộ sản phẩm nó sẽ đi kèm là bao gồm là một cái thân máy nè, một cái ống này, ống thổi gió nè. Ở dưới này sẽ có hai cái ống này có thể nối tiếp với nhau, và một cái ống gom gió. Ở ngoài ra nó còn thêm một cái túi đựng bụi nữa, ở trên này nó không hiển thị ra ha. Nói chung là khi anh em gắn máy thì nó sẽ vào nó sẽ hiển thị ra hình dạng như thế này. Hai chức năng vừa thổi vừa hút nha anh em. Đó, có nhiều anh em mua cái máy này về xong là hỏi là con này nó chỉ có chức năng thổi, không có chức năng hút, không có kiếm ra cái nút nào để mà chuyển cái đầu này thành đầu hút gió. Anh em lưu ý ha, hút khi anh em hút gió thì anh em sẽ chuyển cái ống này qua bên này. Đó, chuyển cái ống này qua này thì sẽ thành hút ha. Thì nó hơi cũng sẽ hơi bất tiện hơn một chút xíu, tại vì cái việc hút nó sẽ không có linh hoạt. Thì cái mà giải pháp á, là anh em có thể kiếm mua cái ống nhựa mềm. Ống nhựa mềm thì anh em gắn vào đây. Đó, thì anh em nối dài ra thì anh em cầm cái ống nhựa mềm anh em hút nó sẽ ok hơn. Đó, còn cái ống này thì hút nó hơi khó một chút xíu. Đó, thì cái con này giá là 700.000 nha anh em, 700.000. Và hiện tại thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 600.000 ha. M21TB01 giá là 600.000. Đó, hai chức năng vừa thổi vừa hút, có tổng cộng là 5 cấp tốc số ha. Đó, có nhiều anh em hỏi con này có mạnh không, thì em nói là trả lời là bao mạnh luôn. Con này rất là mạnh nha, thổi rất là ok luôn.
đó, thổi rất là ok. Hoặc là thổi ví dụ như anh em mà rửa xe xong á, lấy cái này ra thổi cho nó khô xe, hoặc là nhà anh em nào mà bụi nhiều hoặc là có cái khoảng sân á, thì anh em có thể sử dụng cái này để thổi cũng rất là hợp lý luôn. Rồi giá 700 ngàn giảm cho anh em 100 ngàn là còn lại 600 ngàn ha. Thì anh em lưu ý là cái này là giá 600 ngàn là giá cái thân máy thôi nha, chưa bao gồm pin sạc ha. Nó có rất là nhiều anh em gọi điện xong anh em hỏi rồi. Anh em hỏi cái giá của cục pin em báo giá cục hỏi cục pin lớn nhất em báo giá cục pin 7.5A plus 1 triệu 3 tặng sạc. Anh em kêu trời ơi, cục pin gì mà nó mắc hơn cái máy. Đó thì do là anh em không có tìm hiểu kỹ á, nên thực ra là cái giá pin nó mắc hơn cái thân máy là đúng rồi anh em, mắc hơn thân máy ha. Đó chứ không phải là em bán mắc đâu. Anh em muốn 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 ví dụ anh em muốn nhiều, anh em muốn so sánh một cái gì á, ví dụ như muốn so sánh cái máy AG 100 Pro Max này nó mắc hay nó rẻ, thì anh em phải so sánh với cái giá của mặt bằng chung và so sánh với con AG 100 Pro Max. Chứ anh em đem cái con AG 100 Pro Max này anh em đi so sánh với cái con máy mài AG 100 CB rồi kêu con này sao nó mắc vậy. Thì bên kia nó bán con máy mài thì cũng là con máy mài của Decton mà có 700 mấy, có 800 à, nhưng mà do anh em xài không có đúng mã, anh em hỏi không có đúng mã ha. Hoặc là nhiều anh em hỏi cái cục pin của Decton đi, cục pin 2A Plus thì chỉ có 500 ngàn, xong anh em lại đi hỏi qua bên shop em là hỏi là cái cục pin lớn nhất của Decton thì giá bao nhiêu tiền, thì em báo 1 triệu 3, thì anh em kêu là trời nó mắc quá, bên kia bán có 500 ngàn à. Hoặc là anh em so sánh là lại so sánh không có cùng thương hiệu ha. Bởi vậy khi mà anh em mà muốn so sánh giá của bất cứ một cái gì á, hoặc là định giá một cái sản phẩm á, mắc hay rẻ, thì anh em phải thứ nhất á, là anh em phải coi nó phải có giống nhau hay không, cái sản phẩm đó nó có giống nhau hay không, có cùng thương hiệu hay không, thì anh em mới so sánh được là mắc hay rẻ. Chứ còn anh em đem cái sản phẩm này đem so sánh với sản phẩm khác rồi anh em kêu mắc thì nó không có đúng ha. Ví dụ như chiếc xe SH hay chẳng hạn, cũng là của hãng Honda, rồi anh em mua một chiếc quay đi cũng là của Honda, thì anh em kêu là chiếc quay này chiếc quay có 20 mấy triệu à. Trong khi đó chiếc SH lại hơn 100 triệu, là anh em lại kêu là ở bên này cũng là xe máy, bên kia cũng là xe máy, cũng của Honda, sao giá nó lại khác nhau như vậy đó. Nên là anh em cũng lưu ý giùm, tại vì mấy hôm nay thì em cũng gặp một số anh em gọi điện xong kêu bán mắc quá không mua được. Rồi ok, mùa nóng cũng tới rồi anh em. Hiện tại là em có cái cây quạt này của Hukan ha, cây quạt này em cảm thấy ok nhất hiện tại trong cái dòng quạt dùng pin bên em có ha. Dòng quạt dùng pin mà bên em hiện có nha, đó con này rất là ok luôn. Giá của nó cũng cực kỳ hợp lý ha, 1 triệu 250 ngàn đó. Nhưng mà khi anh em mua tại dụng cụ hình gia thì em sẽ giảm cho anh em còn lại 1 triệu 190 ngàn, bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Còn anh em nào mà ghé cửa hàng lấy thì em sẽ để cho anh em giá là 1 triệu 1. Đây là cây quạt chưa bao gồm pin nha anh em. Cái quạt này thì có sẽ sử dụng được cái sạc adapter và có thể sử dụng được điện 220 và sử dụng pin được luôn đó. Rồi anh em thấy ở đây nó có chức năng là xoay luôn nè, xoay qua xoay lại luôn ha, nên là cây quạt này thì có thể sử dụng mát cho nhiều người. 3 cấp độ gió, 1, 2, 3 ha. Cái gió nó cũng rất là ok, và nó chạy cũng không có nghe quá tiếng ồn, nó cũng không quá lớn ha, nên là anh em có thể để trong phòng anh em sử dụng cũng rất là ok luôn. Màu sắc này kia mọi thứ cũng rất là đẹp. Rồi bên này cũng có chế độ hẹn giờ luôn ha, ví dụ anh em hẹn giờ 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là 4 tiếng đó, không thích quay thì anh em siết lại. Rồi cái quạt này là cái phiên bản nâng cấp rồi nha anh em. Cái phiên bản trước á, thì những cái khung này là bằng kim loại ha, thì nó hay xảy ra cái tình trạng là cái cánh nó bị kẹt vào cái khung đó, nhưng là bên này đợt này là bên hãng họ cải tiến luôn rồi, khung này bằng nhựa, thì nó sẽ cứng cáp hơn, nó không có bị ọt ẹp, nên là cái này nó sẽ cố định luôn, cánh nó sẽ không có bị kẹt vào đó, nên là đây là một cái cải tiến. Anh em mua đợt sau này thì mua được cái phiên bản này nó cũng ok hơn ha. Rồi quạt cũng bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn nha. Mùa nóng này thì anh em có thể cân nhắc sử dụng mua cái cây quạt này, vẫn có cổng sạc USB cho anh em luôn. Rồi giá là 1 triệu 255 ngàn ha, giảm cho anh em còn lại 1 triệu 190 ngàn, bao ship cho anh em trên toàn quốc. Anh em nào mà tới cửa hàng lấy thì giá của nó sẽ là 1 triệu 100 ngàn đó, em báo rõ nha, tới cửa hàng lấy là 1 triệu 100 ngàn, còn em ship là 1 triệu 190 ngàn nha. Cây quạt này đóng gói cực lắm anh em, đóng gói rất là mệt luôn ấy. Rồi tiếp tục lên trên em, đó là một cái cây quạt mini ha. Cây quạt này thì anh em có thể dùng để xả pin cũng được ha, xả pin cũng được, rồi để xài cũng được. Cái quạt này rất là mát ha, nó nhỏ. Để em đo cái kích thước để cho nhiều anh em khỏi bỡ ngỡ. Có rất là nhiều anh em chạy qua cửa hàng xong rồi hỏi trời ơi, cái thước này ở trên video thấy nó to lắm mà sao giờ nó có chút xíu à.
Đây em đo cái kích thước thực tế ha. Đây là cái khung của nó là đâu đó khoảng tầm 20 cm nha anh em. 20 cm ha. Nó chỉ nhỏ như này thôi anh em. Nó cao tổng thể cao cả pin luôn chỉ có 30 thôi. Bề ngang của nó thì cũng có tầm 22 23 thôi. Đó, đây là tổng thể của cái quạt nha. Này cái tay của em này. Rồi, cái quạt này thì động cơ nó là động cơ không than và nó có tổng cộng là 3 cấp tốc thôi, nó không có xoay được và cái này chỉ sử dụng là pin chân phổ thông, không có sử dụng điện được luôn. Có hai cổng USB thì để anh em lấy điện ra ha. Rồi giá của cây quạt này là 300.000 ha, nhưng mà hiện tại là em vẫn đang hỗ trợ cho anh em về mức giá là 250.000. Đó, cây quạt của Hunka này chạy rất là êm luôn, động cơ từ không than. Đó, anh em sử dụng cái này để xả pin cũng được nè. Rồi hoặc là nhiều khi nhà bị cúp điện gì đó thì anh em sử dụng cái này để quạt, đặc biệt nhà có trẻ con. Đó, anh em sử dụng cái này rất là ok. Nó êm, nó không có, tức là gió cũng không phải là quá mạnh nhưng mà cũng không phải là yếu, quá yếu ha. Và nó không có tiếng ồn nhiều. Nó nhiều cái quạt á, nó chạy nó ra tiếng ồn kinh khủng lắm anh em, nghe vù vù. Nhiều khi mà ví dụ anh em để gần chỗ mà những bé mà nhỏ 1-2 tuổi gì đó thì sẽ xảy ra hiện tượng là bị ù tai luôn á. Còn cái quạt này chạy rất là êm nha. Rồi giá chỉ có 250.000 thôi. Rồi thì có nhiều anh em mua cây này xong em báo phí ship là 30.000 thì lại ngần ngại không có mua ha. Thì anh em hôm nay thì em sẽ lên cho anh em rất là nhiều cái món mà giá trị nhỏ nhỏ rẻ rẻ để anh em có thể mua gom chung một lần, em ship một lần cho đỡ tốn phí ship ha. Rồi đây là một cái cây đèn. Đèn này là đèn 16 bóng led của Hukan nha anh em, 16 bóng led ha, công suất của nó là 27W. Cái đèn này cũng rất là sáng và rất là ok ha. Bữa giờ em bán cũng quá trời nhiều luôn. Cái đèn này giá của nó là 200.000. Hiện tại thì em đang giảm còn lại 180.000 nha. Đó, sáng ha. Sáng quá chát sáng luôn. Đó, sáng nha anh em. Hôm nay buổi tối mà anh em đi cắm trại hoặc là làm lều trại gì đó, nói chung là những anh em đi phượt rồi, bỏ thêm một cây đèn, một cây quạt nó khá là ok. Hoặc là anh em mà đi trên ô tô đó thì cũng có thể là bỏ thêm cây đèn này ha. Trường hợp mà ví dụ như xe nó bị sự cố gì đó thì anh em có thể là lấy cái đèn này ra để soi rọi này kia mọi thứ, nó cũng rất là ngon ha. Chỉ có 180.000 thôi anh em. Cái khung này là khung nhôm nha, nó tản nhiệt khá là tốt ha. 180.000. Ok, và đèn 16 bóng led. À đèn này này đúng rồi, 16 bóng led 27W của Hukan nha. Rồi tiếp tục là đây là một cái cổng cái đầu sạc USB ha. Đó, cái này là anh em sử dụng để sạc điện thoại ok luôn nè. Sử dụng để sạc điện thoại ok luôn, hoặc là làm cái đèn cũng được luôn. Cái này thì anh em để trong phòng ngủ. Đó, nó vẫn có một cái đèn sáng như thế này ha. Đặc biệt là hai cổng, nó sẽ có hai cổng sạc USB ở đây. Hai cổng sạc nhanh, một cổng sạc nhanh, một cổng sạc chậm nha anh em. Đó, anh em muốn sạc kiểu gì cũng được ha. Lấy điện ra sạc. Đó, sử dụng chân pin phổ thông. Rồi cái cục này giá của nó là 160.000 ha. Em giảm cho anh em còn lại 120.000 thôi. 120.000. Thì anh em có thể kết hợp mua những cái món nhỏ nhỏ này gom chung lại thì em ship cho anh em thì sẽ đỡ cái phí ship hơn. Rồi, một cái bộ mà anh em cũng rất là hay mua đó là cái bộ chuyển điện ha. Bộ này là bộ chuyển nguồn từ điện 21V lên 220V ha. Đó, chuyển nguồn điện từ 21V lên 220V. Bật công tắc lên. Ok. Đó. Để dưới anh em không thấy đâu. Rất là ngon nha anh em. Cái này thì anh em sử dụng cho cái wifi này, hoặc là anh em sử dụng cho máy tính này, laptop á. Rồi anh em sử dụng để sạc điện thoại. Đó, thì có nhiều anh em kêu là sạc điện thoại thì chỉ cần sử dụng mấy cái này thì sạc ok rồi, cần gì sử dụng cái đế chuyển này. Anh em lưu ý này, ở đây này nó có một cái lợi thế là nó chuyển ra điện 220 ha. Nên là ví dụ như anh em có một số cái cục sạc mà ví dụ anh em nào mà xài điện thoại của Xiaomi á thì có cục sạc 120W á, sạc siêu nhanh á, thì anh em cắm vào này á, sạc cực kỳ ok luôn. Hoặc là những cục sạc siêu nhanh của Samsung á thì anh em cắm vào này sạc rất là ngon ha. Còn ví dụ anh em sử dụng cái cổng sạc USB này á, nó chỉ ra được cổng sạc nó là 2A thôi, nó cũng không phải là sạc nhanh ha. Đó, nên là anh em sử dụng cái này sạc là rất là ngon nha. Sử dụng cái này sạc rất là ngon ha. Cái này là 250.000, giảm cho anh em chỉ còn có 200.000 thôi. 200.000 cái cục chuyển điện từ 21V lên 220V. Rồi thêm một cái món đồ chơi cho anh em nữa, đó là một cái cây thước của Hukan ha. Thước này là thước 5m nha. Cây thước này là kéo, nói chung là anh em kéo mà khoảng tầm 2m mấy là nó chưa có gãy nha anh em. 2m mấy là không gãy đâu nha. Đây, em kéo mà tới 2m anh em nhìn thấy nè. Đây đây. Để 2m2 nè. Đó anh em thấy không?
hai mét hai mà cái thước nó không có gãy ha, nó rất là cứng nè, nên là cái thước này cũng khá là ok ha. Rồi giá là 50.000 ha, em giảm cho anh em còn lại 30.000 thôi, anh em mua kèm 30.000 một cây. Nói chung là cái này bán bằng giá vốn, không có lãi, không có lời lãi gì hết, gửi kèm cho nó vui. Ok rồi, tiếp tục là đây là cái đế, mà cái đế bảo vệ chân binh ha, bảo vệ chân binh của Deadpool. Thì cái đế này nó chỉ có màu xanh thôi nha anh em, cái này thì giá của nó là 30.000, nhưng mà em vẫn đang giảm cho anh em còn lại 20.000 một đế thôi đó. Em cũng có rất là nhiều ha, anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua. Cái này thì gắn như thế này đó, ví dụ như anh em có cái chân binh này đúng không, anh em gắn vào đó để ok ha. Thì kiểu là ngăn bụi bụi bẩn nó đi vào những cái khe này chẳng hạn, hoặc là một số cái máy nó không có đứng được á, một số nó cái máy nó không đứng được thì anh em gắn cái đế này vào thì anh em có thể để cái máy đứng. Ví dụ như con 52 cái con này đi chẳng hạn, em để này, đây em gặp nó chỉnh cái camera lại đây đó, ví dụ để con này đi, nhiều khi anh em đụng cái là nó ngã mất, không nó ngã chuối đầu rồi ha, anh em gắn cái này vào đó để bao cứng luôn, bao đứng được luôn, rất là khó ngã hơn, đứng vững hơn rất là nhiều đó. Cái đế này thì tác dụng của nó là như vậy nha anh em. Rồi giá của cái đế này là 30.000, em giảm cho anh em còn lại 20.000 nha. Rồi đây là nắp bảo vệ pin ha, đó, nắp bảo vệ pin hiện tại là của Deadpool mới có thôi, anh em nào mà xài của Hukan, anh em có muốn xài thì anh em cũng có thể mua đó. Cái này cũng là 20.000 một cái nha anh em, 20.000 ha. Đó, đẩy vào. Rồi tiếp tục là một số cái bộ mũi vít ha, đây là mũi vít của Milwaukee nè. Rồi mũi này thì em có ba cái size, ba size đó là size size dài, size trung và size ngắn ha. Anh em nào mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ để mua. Đây ba size ha, đây là size 5 cm ha, 5 cm, rồi 9 cm và 15 cm. Thì bữa giờ em vẫn bán cái mũi mà 5 cm thì giá nó 20.000, mũi 9 cm là 40.000 và mũi 15 cm là giá nó là 60.000 ha. Đó, còn anh em mua combo 3 mũi thì giá của nó là 90.000 đó. Nhưng mà hôm nay nói chung là bán xả cho anh em luôn. Thì anh em nào mua thì em sẽ để cho anh em cái giá tốt. Mũi một anh em mua cái bộ 3 mũi như thế này ha, thì lúc trước là 90.000, bây giờ thì em sẽ bán cho anh em là giá là 60.000 thôi đó, 60.000, 60.000 một bộ 3 mũi như thế này ha. Đó, giá rất là ok, bình thường 60.000 anh em mua chỉ mua được một cái mũi dài này thôi ha, nhưng mà hiện tại là anh em mua 3 mũi này giá là 60.000 nha. Đó, vít của mũi vít của Milwaukee ha. Thì anh em lưu ý là cái mũi vít này nó sẽ cứng gấp 50 lần, cứng hơn 50 lần so với những cái mũi vít thông thường. Rồi, bộ 3 mũi vít giá là 60.000 ha. Đó. Còn anh em nào mà mua 3 mũi ngắn hoặc là mua một cái mũi ngắn mũi dài. Thôi, nói chung là anh em nào mà muốn mua những cái mũi lẻ thì anh em có thể book giùm em đi, em báo giá cho nó khỏe. Rồi ok. À ngoài ra là có thêm một cái này nữa. Đây là cục pin 6A của Hukan nha anh em. Pin 6A của Hukan ha. Thì giá của nó là 680.000 ha. 680.000, có tặng kèm cho anh em là một cái cục sạc. Đó, nhưng mà anh em nào mua thì mua cái bộ này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 650.000. Đó, thì anh em có thể mua để sử dụng chung với quạt với đèn là được ha. Pin này là pin 15 cell 6A nha, xài rất là lâu ha, của Hukan, tí 6A lần mà nó bự cho bá luôn. Đây mở ra cho anh em coi luôn. À cục này cục 4.5 hả, ok cục này 4.5, nhưng cục 6A nó không to như thế này ha, nhưng mà trên này là dung lượng 6A. Rồi cục 6A với lại sạc thì giá của nó là 650.000 nha. Rồi ok thì à còn nữa, còn cái con nữa, mấy cái con, thêm cái con mấy cân mực nữa đi. Lên cho anh em con mấy cân mực nữa rồi em sẽ kết thúc video nha. Đây là con mấy cân mực LS0501 của Deadpool ha. Thì con mấy cân mực này thì bữa giờ em cũng có giới thiệu rồi đó, nếu mà anh em nào mà có xem video của em thì có thể tu lại những video trước để coi. Nói chung là con cân mực này rất là ok luôn. Phiên bản là phiên bản nâng cấp ha, nó sẽ có hai viên pin, một viên pin 6A như thế này, viên pin lớn ha, và một cái viên pin nhỏ là viên pin 4.5A đó, kèm theo là một cái bộ sạc đế, và con này thì nó có remote luôn. Thì cái mẫu này nó sẽ có tổng cộng là 5 tia nha anh em, là bao gồm là 4 tia xanh và 1 tia đứng.
bốn tia ngang và một tia đứng, sorry anh em. Tia là tia xanh ha. Thì giá của cái bộ này lúc trước anh em mua thì nó sẽ là 1.430.000. 1.430.000 nha anh em, không có rẻ hơn đâu. Nhưng mà hiện tại thì em sẽ hỗ trợ, em vẫn đang hỗ trợ cho anh em về cái giá đó là 1.000.000. Hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.190.000 ha, và đồng thời cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ để mua hàng. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.